quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thống nhất thông qua nghị quyết số 70 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Đây là nghị quyết quan trọng nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của khu vực và thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội, từng bước xây dựng thành phố Đông Hà văn minh hiện đại. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2020 với tổng diện tích 14,1 ha, gồm 3 khu. Khu 1 có diện tích 9,17 ha, khu 2 có diện tích 2,84 ha và khu 3 với diện tích 2,09 ha. Theo quy hoạch được duyệt, khu 1 của đồ án có diện tích 9,17 ha, trong đó đất công viên mặt nước 3,1 ha, đất thương mại dịch vụ là 0,51 ha, đất giao thông hạ tầng 2,57 ha. Trong đó hiện trạng trên khu vực 1 có trên 210 cây cọ dầu được trồng cách đây hơn 40 năm với diện tích 2 ha và có nhiều cây đã già cỗi. Một số cây có thân đã bị mục nát và hư hỏng. Quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tuân thủ đúng trình tự theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị như khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, niêm yết công khai và lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ chức có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế quy hoạch và công bố quy hoạch. Đồng thời xem xét, nghiên cứu kỹ các đồ án quy hoạch trước đây trên quan điểm cân nhắc giữa bảo tồn, phát triển, quy chuẩn kỹ thuật và thực tiễn để làm cơ sở phân tích, lựa chọn phương án hợp lý, khả thi, đảm bảo hài hòa về cảnh quan đô thị phù hợp với thực tiễn của địa phương. Cái vấn đề đảm bảo về cái xét trên cái khu vực này thì tôi về cái cách là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tôi vẫn bảo lưu cái kết quả của mình là nên để việc thực hiện dự án và duy trì cái mức độ của cái xét như chúng tôi đã trình bày là 21,3%. Cái thứ hai liên quan đến cái hệ thống thoát nước của cái lưu vực này thì nhiều đại biểu, nhiều ý kiến cho rằng là cái vấn đề này xây dựng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thu và thoát nước và hệ thống điều tiết nước, đặc biệt là mùa lũ. Thì báo cáo với các đồng chí thường trực là trong quá trình mà thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của ban tỉnh, của hội đồng nhân tỉnh và ban tỉnh chỉ đạo thì cơ quan chủ đầu tư là trung tâm phát triển đất đã tổ chức các cái đợt và thuê các cái đơn vị tư vấn độc lập để mà khảo sát về cái lưu lượng cũng như đánh giá cái mức độ tiêu thoát của cái toàn bộ hệ thống hiện trạng và cái dự kiến tương lai. Cái việc này thì báo cáo về đồng chí thường trực và đồng chí thứ rằng là trung tâm người dân đã có 3 cái đơn vị đã làm việc này và đảm bảo rằng là trong quá trình thực hiện dự án thì cái vấn đề này nó không ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát. Theo nghị quyết số 70 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, mục tiêu đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, giả phá bom mìn để tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá dự án, để nhà đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng, công viên, cây xanh, nhà phố, khu vực thương mại dịch vụ theo quy hoạch. Quy mô của dự án là 14,1 ha, phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 9,17 ha, tổng mức đầu tư là gần 19 tỷ đồng. Đây là dự án có sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược, sau khi hoàn thành sẽ hình thành một khu đô thị đồng bộ hiện đại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần tạo sự lan tỏa sang các khu vực lân cận nhằm sớm đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị loại 2 theo đúng tinh thần của Nghị quyết 02 ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 06/2013 ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vấn đề này trước đó tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã nêu rõ. Báo cáo đồng chí là chúng ta ở đây thì cũng nhìn một cái là chúng ta chưa có một cái nhà đầu tư, một cái khu đô thị ở cấp độ quy mô lớn để tạo ra những cái thay đổi về đô thị. Cái này báo cáo đồng chí là cái này mình có lẽ là chúng ta cũng phải nghĩ đến câu chuyện là phải chấp nhận hy sinh một cái gì đấy. Tất nhiên đừng nói là hy sinh môi trường hay ảnh hưởng người dân, tức là hy sinh về cái lợi ích kinh tế một tí thì mới có cái câu chuyện là có cái nhà đầu tư lớn họ vào đầu tư. Chúng ta có một cái khu thương mại đẳng cấp
Đấy, nói với các đồng chí là bây giờ khách du khách về với bọn chị chúng ta thì không biết họ sẽ đi đâu, mua sắm cái gì. Đấy, báo cáo đồng chí chúng ta cũng hình thành ra khu thương mại cửa khẩu Lao Bảo đấy, một cái khu mà chúng ta kỳ vọng rất lớn. Sau này thì do là cái hàng hóa nó cũng giảm đi rồi, các cái cơ chế nó cũng thay đổi, đặc biệt là hội nhập rồi thì cái thuế suất nó về 0% thì các cái hàng ASEAN nó khó vào tiếp cận chúng ta. Bây giờ đến một lúc mà chúng ta cũng phải nhìn ra một cái góc nhìn mới thì mới có những cái thay đổi được, báo cáo đồng chí vậy. Nếu chúng ta cứ theo đúng cái nếp cũ và không có mà ai nhìn ra cái đấy, chúng ta là những người nhìn ra, nhưng quan trọng nhất là doanh nghiệp người ta là người nhìn ra, báo cáo đồng chí như vậy. Nếu mà chúng ta để một cái miếng đất ở một cái chỗ trục đường mà cho một cái doanh nghiệp nó yếu kém thì cái miếng đất đấy mãi mãi không có bao giờ có giá trị cả, chúng ta sẽ chỉ có cái miếng đất đấy thôi. Nhưng mà khi người ta đã có một cái ý tưởng rất là tốt để làm cả một cái khu phức hợp ở cái chỗ đó thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị gia tăng cao mà xung quanh đấy sẽ lan tỏa. Có thể nói, dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà được thực hiện nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút, kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu đô thị mới, kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở, xã hội, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng và kiến trúc cảnh quan, góp phần sớm hình thành khu đô thị kiểu mẫu nhằm chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị thành phố Đông Hà theo định hướng quy hoạch, đồng thời khai thác tiềm năng thế mạnh của khu vực và thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội, từng bước xây dựng thành phố Đông Hà văn minh hiện đại, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư, doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng và phúc lợi trên địa bàn thành phố Đông Hà, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, tình trạng hoang hóa và tình trạng đổ trộm chất thải ở khu vực. Chính vì thế, dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật nổ và một số chi phí khác để phục vụ tổ chức đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thực hiện phát triển đô thị là hết sức cần thiết. Để triển khai dự án giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà tại phường Đông Lương, lãnh đạo tỉnh đề nghị các ngành chức năng liên quan cần tiếp tục bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, của các địa phương và quy hoạch ngành, kể cả một số quy hoạch, dự án đang triển khai, để rà soát, phối hợp thực hiện, đảm bảo sự thống nhất, tránh bị chồng lấn, trùng lắp, vướng mắc khi triển khai. Đồng thời cập nhật kịp thời các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và tổ chức thực hiện dự án sau khi được phê duyệt. Việc quy hoạch các dự án cần tính đến các điều kiện đảm bảo về các tiêu chí quy định của mỗi dự án, nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước, cấp điện, giao thông, cây xanh, khu vực dành cho hoạt động cộng đồng, hạn chế thấp nhất tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên cũng như khu vực lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.